Quang Sơn chào cả nhà hen. Hôm nay Quang Sơn về Tân An và Mỹ Tho có công việc, rồi sẵn quay cho bà con mình coi hen. Tại vì từ chỗ Quang Sơn mà lên Sài Gòn đó, ở Cần Đước, quốc lộ 50 mà lên Sài Gòn thì bằng từ đó về thành phố Tân An, nên mình cũng hiếm khi về Tân An hen. Mặc dù mang tiếng là dân Long An nhưng mà không có rành ở đây. Đó, hôm nay mình đi đăng ký bay. Tại vì như cả nhà mình biết á, để bay Laycam ở Việt Nam đó là mình phải đăng ký ở ngoài Hà Nội và mình đăng ký khoảng 1-2 tuần. Sau đó mình về mình phải báo ở địa phương, tức là ở tỉnh ha, rồi sau đó tỉnh người ta mới báo về huyện đó, nên là cũng mất khá nhiều thời gian. Thì hôm nay Hoàng Sơn đăng ký bay một điểm ở Long An và một điểm ở thành phố Mỹ Tho đó, nên là bây giờ mình phải xuống để mình qua chỗ quân đội á, mình đăng ký trước 1 tuần ha. Hôm nay thì mình đi hơi sớm, mình tranh thủ kiếm chỗ nào ăn uống giải khát rồi quay cho bà con mình coi ở thành phố Tân An hen. Đó, rồi sau đó mình tranh thủ mình sẽ chạy qua Mỹ Tho cái nữa. Hoàng Sơn có quay rất là nhiều hình ảnh từ trên cao như ở Củ Chi quận 12 cho bà con mình coi đây, và trung tâm Sài Gòn. Sắp tới thì mình sẽ có quay ở Tân An và Mỹ Tho nha. Rồi bây giờ mình đang ở thành phố Tân An rồi, giờ đến kiếm một cái địa điểm nào đó mát mẻ. Rồi cái chỗ này thì là chỗ bán xe hơi. Trước anh Yên mua nè. Đó, thì mình thấy ở đây nó rất là mát mẻ, mình thấy rất là mát mẻ nè. Ở đây là nhà hàng quán nhậu thôi, nhưng mà bây giờ thì không có nhậu được, lái xe chứ con mình đâu có nhậu được với ai. Tại vì Hoàng Sơn cũng nghe mấy cô chú anh chị khen là ở phía sau đây là rất là nhiều cái trung tâm ẩm thực nè, thấy không, nhà hàng rất là nhiều ha. Đây mình kiếm cái chỗ nào ăn nhẹ, quán cơm ha. Chỗ này thì đậu xe là khỏi chê rồi, rất là mát. Quán cà phê rất là nhiều cả nhà ha. Ở đây là quán gì đây? Mình cần quán cơm trưa, văn phòng, là quán nước. Đây là quán nhậu. Trong đây có bán cơm trưa không? Đây rất là có quán cơm nè. Rồi mình kiếm chỗ đậu xe mát mẻ rồi mình đi bỏ qua ha, quay trở lại, quay trở lại mình đậu xe. Rồi đậu bên đây được nè, có đất trống nè. Ở đây là ngay nhà hàng của anh ta, cũng đậu không tiện. Rất là nhiều quán ăn ha, quán bún cô Nhung. Rồi mình quay trở lại nha, kiếm một quán cơm thôi. Ở đây rất là nhiều nhà hàng đó nha ha, phía sau cái trung tâm bán xe hơi đó của Hyundai đó, cái đường tránh thành phố Tân An ha. Mình đậu xe để đi bộ nha, chỗ này toàn là những quán nhậu thôi, mình kiếm quán cơm. Nhà thấy ở Tân An khu vực mới mát mẻ rồi không? Rất là nhiều đất trống chưa cất, nhưng mà đất có chủ hết rồi, đây đất vàng á. Tại vì cái trung tâm hành chánh dời ra đây hết rồi ha. Đây mình coi, đây là quán cà phê, có khu vực vui chơi thiếu nhi nữa nè. Cả nhà thấy chỗ này rất là thoáng nè. Đó, tại vì đất trống còn rất là nhiều nên mình đậu đây không có bị án đường ta. Cả nhà mình thấy trung tâm hành chánh đã dời ra ngoài đây, cả nhà thấy không? Tất cả giấy tờ mình làm ở ngoài đây nè. Đây là khu vực bán Toyota, Hyundai. Ở phía kia là cầu Tân An cả nhà ha. Và đây là đường tránh của quốc lộ 1 nè, tránh thành phố Tân An. Và quán nhậu, nhà hàng rất là nhiều luôn. Quán cà phê đẹp nữa. Mình đậu xe ở đây đi, mình đi bộ lang thang ở kia ha. Bò tơ nấm sánh ở đây nữa nè ha. Cà phê Lẩu Hà Nội. Rất là nhiều nhà hàng quán ăn ở đây.
cái chỗ này cũng thông thoáng xe hơi đâu được, nên là quán nhậu chỗ này là quá hợp lý ha. Nhà hàng nè, nhà hàng hải sản nè, đặc sản dê tươi Ninh Thuận, rồi quán bún Hà Nội, cơm trưa. Mình ăn cơm trưa đi, nãy mình dạo vòng rồi mình mới thấy phát hiện ra cái quán ăn này. Cơm trưa phần đĩa hộp về Long An ăn một cơm canh khổ qua nha. Này ăn đi như sinh viên luôn nè, một món à. Vậy giờ ăn nha. Mình ăn xong rồi ra ngoài cà phê. Ở đây nó hơi tối, không quay được cho cả nhà mình xem. Đường phân khu Nam ha. Cả nhà thấy đường phân khu Nam và đường số 19. Cả nhà mình lên Google thấy gõ này. Nếu mà như mình lỡ đường mà mình đi về Tân An đó, để kiếm chỗ ăn, nghỉ ngơi, hoặc là mình có khách đó, mà mình chờ khách đó, mình có thể ra khu vực này. Mà Sơn thấy rất là mát mẻ luôn đó, xe mình đậu thoải mái ở trên đường cả. Đường thì rộng rãi ha đó. Khu vực này rất là nhiều nhà hàng, quán ăn thì khá là bình dân. Thì nãy Hoàng Sơn ăn một phần như vậy là 35.000 bình dân rồi cả nhà ha. Đó, còn ngoài ra mình còn có nhà hàng, rất là nhiều nhà hàng ở đây. Bắc Trung Nam đều có luôn. Rồi cả nhà nhớ nha, đường phân khu Nam nha, và ngay ngã tư đường, ngã ba đường số 19 nè. Nếu mà như cô chú mình đi về Tân An mà chưa có đến giờ để gặp khách á, mình có thể ra khu vực này cà phê hoặc là nghỉ ngơi ha. Chứ còn thành phố Tân An thì trong đó Hoàng Sơn thấy nó cũng khá là đường xe khá là nhiều. Mình đậu xe cũng khó nè. Còn mình chạy sẹt qua đây một cái qua gần cái khu vực giữa, nằm ở giữa cái đường tránh của quốc lộ 1 với đường quốc lộ 1 đó, là phường 2 á. Phía sau cả nhà thấy phía sau trung tâm hành chánh nè. Phía sau trung tâm hành chánh mới mở đó ha. Rồi hãng xe hơi nè. Cả nhà thấy từ đó sẹt ra đây rất là gần. Chỗ đậu mát mẻ cho xe hơi luôn nè, thấy không? Bây giờ mình ghé qua cà phê nha. Rất là mát. Hiện giờ mình vẫn còn sớm nên là mình chưa có ra chỗ đó làm việc. Xe cà phê. Đồ cổ hả? Cà phê á? Quá trời đồ cổ luôn rồi. Long Hugo. Xe mô tô cổ. Cái xe này đẹp quá ha. Xe cúp mà. Cho ly cà phê đá nữa. Cách ba. Cà phê đá. Uống đây. Rồi có cái quạt sao quạt nữa nè. Giống cái nhà mình ha. Nó đẹp. Mấy phun sương mát mẻ, mình lại góc này ngồi đi. Bán có để bán đồ cổ rồi sao mà có cái dán giá vậy em? Dạ. Dán bán luôn hả? Mình thấy dán giá lên nè. Ở nhà mình nếu mà quan tâm mình có thể ra đây tham khảo nha. Bình cổ nè, mấy bình trà thôi nè. Đồng tiền xu nữa nè. Bán có mấy phun sương. Có một cái chòi lá hen.
Có cái đèn măng sông nè, hai cái luôn. Ở nhà mình có một cái. Xong cà phê ha, cà phê cũng khá là bình dân, cà phê rang size là chỉ có 19.000 thôi. Mình ngồi nghỉ trưa rất là mát mẻ, rồi bây giờ cũng qua 1:30 đấy. Bây giờ mình vô chỗ ban chỉ huy quân sự tỉnh Long An ha. Do đây là khu vực ban chỉ huy quân sự nên Hoàng Sơn không quay được, chỉ quay cho bà con mình coi đường xá thôi nha. Hoàng Sơn vừa đăng ký xong ở thành phố Tân An ha, mấy anh hỗ trợ rất là nhiệt tình. Xong rồi bây giờ mình chạy qua thành phố Mỹ Tho nha. Mình đăng ký xong rồi, thứ hai mình bay chung một ngày để cho tiện mình ha. Cả nhà thấy nếu mà như làm thủ tục á mà nó hơi mất thời gian xíu, nhưng mà nếu mình làm đúng á thì cũng khá là nhanh. Chứ mình bay chui á rất là nguy hiểm nha, lỡ có chuyện gì bị phạt rất là nặng đó. Rồi bây giờ mình đang ở quốc lộ 1 ha, đường về thành phố Mỹ Tho nha. Trên đường về Mỹ Tho thì Hoàng Sơn quay vài hình ảnh cho cô chú anh chị nha. Đây là quốc lộ 1. Ngày xưa thì về miền Tây á là mình đi có một đường này thôi đó, nên là bà con mình sẽ đi ngang quốc lộ 1 rất là nhiều và thường xuyên. Từ khi có cái đường cao tốc á nên bà con mình ít đi đường quốc lộ 1 ha. Thì không biết bây giờ có nhiều thay đổi không, nên là sẵn Hoàng Sơn quay cho bà con mình coi quốc lộ 1 hôm nay ha. Cả nhà thấy đường rất là thông thoáng nè, ít xe nè, và đường cũng rất là sạch sẽ ha, bằng phẳng luôn. Về miền Tây thì ngày xưa là mình chỉ có một đường là quốc lộ 1, còn quốc lộ 50 á, thì cũng đi được, nhưng mà phải qua một cái cầu Mỹ Lợi, phà Mỹ Lợi chứ ha. Rồi sau này có cầu Mỹ Lợi thì bà con mình đi đó cũng nhiều. Rồi bây giờ có đường cao tốc nữa, nên là rất là nhiều đường để mình đi về Mỹ Tho, Tiền Giang, Cần Thơ ha. Nhưng mà nếu mà như Sài Gòn về á, thì thường bà con mình sẽ đi đường cao tốc đó, hoặc là có thi đi đường quốc lộ 1, chứ hiếm khi đi ngã quốc lộ 50. Hoàng Sơn thì do ở Cần Đước, Long An nên mình về miền Tây mình thường đi ngã quốc lộ 50, nó sẽ gần hơn rất là nhiều. Mình vừa qua cầu Bến Chùa, thành phố Mỹ Tho của chú anh chị ha. Để vào trung tâm thành phố Mỹ Tho mình mất khoảng 15 phút nữa. Giờ mình sẽ đi qua đường ấp Bắc và vào đường Hùng Vương. Do cái này là phía ngoại thành của thành phố Mỹ Tho, nên là đường cũng còn khá là rộng rãi ha, xe cộ cũng không có nhiều. Rẽ trái là về Gò Công mình đó, còn Sơn thì ở giáp với Gò Công, mình đi thẳng là qua Mỹ Thuận. Nè, thấy đường rất là rộng, xe cũng không có nhiều ha. Tại vì giờ trong trung tâm thì xe rất là ít vào, đi đường tránh hết rồi. Cả nhà thấy phía trước quen không? Có một cái vòng xoay. Hiện tại chúng ta vẫn còn trên quốc lộ 1 của chú anh chị ha. Đi thẳng là vào thành phố Mỹ Tho. Về phải ra Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận ha. Xây Trung Lương. Đây là vòng xây Trung Lương của chú anh chị ha. Đây có quán ăn rất là ngon. Đợt trước Hoàng Sơn có một video quay cho cả nhà mình coi. Xôi chiên phồng, xôi gà chiên phồng Trung Lương. Đây, mình đang ở trên đường ấp Bắc ha. Trung tâm cái đường mà mình qua Bến Tre đó. Bữa rồi Hoàng Sơn có quay một clip về Bến Tre cho cả nhà mình coi rồi. Bữa nay mình chạy ra giáp sông. Cầu Trung Lương của chú anh chị ha. Cô chú mình nếu mà ở Mỹ Tho
hoặc là lâu ngày chưa về Mỹ Tho chắc biết chỗ này ha. Coi có nhiều thay đổi không coi chú anh chị ha. Cầu Trung Lương nha, để vào thành phố Mỹ Tho. À, đây là đường ấp Bắc nè, đường chính của thành phố này ha. Nó có một bên 3 làn đường, hai bên là 6 làn đường nha. Rồi, mình vào trung tâm thành phố rồi đó. À, ở đây có trồng cây bông giấy dọc theo con lương rất là đẹp luôn. Mùa khô thì bông giấy rổ rất là nhiều, cả nhà thấy không? Hiện tại thì mình đã vào đường Lý Thường Kiệt ở thành phố Mỹ Tho rồi. Thì Hoàng Sơn đang ra đường Phùng Vương ha. Ở đây cả nhà thấy một bên hàng cây xanh bên tay phải nè, rất là cao. Đường này mát mẻ ha. Còn bên tay trái là đường, những cái cây mới trồng. Đường rất là rộng rãi luôn. Cả nhà thấy ở Mỹ Tho đường xá thông thoáng không? Ở đây thì không có nhiều tòa nhà cao tầng ha, những căn nhà cỡ 3-4 tầng thôi, 3 tầng 4 tầng khu vực này. Đường rất là sạch sẽ cô chú anh chị ha, nhìn không thấy rác luôn nè. Mình vừa làm việc xong bên Tiền Giang hen, mấy anh hỗ trợ rất là hết mình. Hoàng Sơn cũng thật sự rất là cảm ơn mấy anh đã hỗ trợ thủ tục cho bà con rất là lẹ. Bây giờ mình sẽ quay về Long An thôi. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình dạo quanh Long An và Tiền Giang hen, một bữa cơm trưa cà phê lang thang dọc đường, rồi vài hình ảnh cùng cô chú anh chị, và vài hôm nữa cô chú mình nhớ theo dõi những hình ảnh trên cao ở Long An và Tiền Giang nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha.